Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Thì trong cái video này em sẽ test cái dòng loa bass Pioler của bên em. Đó là đây là dòng loa bass 25 và một dòng mid bass 16 các bạn nhé. Đây, nó là con này. Đó thì em có lên một cái video là lên tổng thể tất cả các dòng sản phẩm như này, và em có nói trong video là sẽ tách cái file video đính kèm đối với cả những cái dòng sản phẩm em test ở đây, bởi vì cái video nó khá là dài, em giới thiệu toàn bộ những cái dòng sản phẩm ở đó thì nó cũng đâu đấy khoảng chừng 17 phút rồi. Thì em tách cái video này ra để em test riêng cái dòng loa bass, dòng loa riêng các bạn nhé. Thì ở đây video nhất này thì em sẽ test cái dòng loa bass Pioneer 25 và cái con dòng mid bass 10. Đấy, mid bass 10 cũng của Pioneer nha các bạn nhé. À mid bass 16 xin lỗi các bạn, mid bass 16. Đấy. Cái này của nó là do cái bụi thôi, lau đi là sạch rồi. Đấy. Thì thưa các bạn, thì đây là cái dòng loa bát 16 của bên em. Thì ở đây tiện thì em sẽ chi tiết thì em sẽ nói kỹ hơn nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn này, tổng thể của nó đấy, gân của nó là màng xanh gân súp nhé. Bát 25 đấy, thì cái dòng bát 25 này thì hiện tại em chỉ còn cái dòng màng xanh này thôi, còn em có một cái dòng màng đen nữa mà hiện tại đang hết hàng đó. Đấy, chỉ còn cái màng xanh này. Công suất cực đại của nó 250W các bạn nhé. Đấy, trở kháng 91 dB, công sở độ nhạy 91 và trở kháng 8 ohm. Mã con này là P8825 đấy các bạn nhé. Con này là từ của nó 190 và côn của nó là 650 các bạn nhé. Đó. Đấy, phía đít này của nó là có một cái lỗ thông hơi âm thanh này. Đấy, các bạn nhìn cái xương gang của nó rất là gấu đấy, phần màng đây, phần màng nhện của nó đây rất là đẹp đó. Cái độ mà đàn hồi của nó rất là sâu các bạn nhé. Con này của nó các bạn có thể sử dụng làm súp. Đấy, làm súp được. Đấy, làm bát và làm súp đều ok. Đó. Bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh của nó để cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn đang nghe tiếng bass của con dòng bass Pioneer P25 của bên em. Bass 25 nha các bạn. Con này rất là nặng. Đấy, một con này của nó nặng tới 3,3 cân nha các bạn. Rất là nặng. Cầm cực kỳ nặng tay luôn. Chạy nên là không cần được, nó còn khoảng 3,3 cân nha các bạn. Quánh rất là uy lực luôn. Đó thì các bạn vừa thưởng thức cái chất âm của nó cũng như là cái hình thức của nó và trong quá trình nó hoạt động của một con loa. Đấy, các bạn nhìn này. Đó, thì con này của nó thì nó thiết kế rất là đẹp, chỉn chu và hàng chính hãng các bạn nhé. Cho nên là các bạn nhìn thấy của nó rất là sắc nét. Đấy, rất là sắc nét. Đó. Tất cả cái phần xương gang của nó làm rất là gấu luôn. Cầm vô cùng nặng tay, con này cho vào thùng oánh thì gọi là thôi rồi luôn. Oánh rung nhà luôn đấy các bạn. Đó. Bát nó xuống rất là sâu. Thì với những cái dòng như này mình lắp cho những cái dòng loa BMB, dòng loa Bose, đấy, dòng loa Bose đấy, dòng loa Bose hoặc là cái dòng loa Paramax hoặc là những cái dòng loa high-end, dòng loa gia đình và dòng chơi dòng bass 25, các bạn có thể là chưa hài lòng với chất âm của nó thì các bạn nên có thể nghiên cứu để thay thế của nó các bạn nhé. Cặp loa bass 25 như thế này. Kích thước của nó đây các bạn nhé. Kích thước của nó là phủ bì vành ngoài của nó 26 cm. Đó, lỗ bắt vít của nó là 24.5 các bạn nhé, 24.5. Con này thì nó cao là cao của nó là tầm 13, hơn 13 nha các bạn nhé. Đấy. Từ thì là 19.65. Đấy. Thì đấy là để cho mình cho các bạn xem cái phần kích thước của nó. Con này nó có tận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái lỗ bắt ốc như này, rất là chắc chắn. Thì đấy là cái dòng
Pioneer Bass 25 Pioneer của bên mình nhé. Giá của con này đang có mức giá là 2 triệu 450 nghìn một cặp. Đó. Thì các bạn có nhu cầu có dòng sản phẩm này thì liên hệ với bên em, bên Eway 301 Bình Tân, số điện thoại là em để trên màn hình và dưới phần mô tả nhé. Thì sau đây là em sẽ giới thiệu với các bạn đến một cái dòng nữa. Đó là dòng Mid Bass 16 nha các bạn. Mid Bass 16. Đó. Thì con này em sẽ để tạm sang bên này. Đó. Giới thiệu với các bạn thứ đến một cái con dòng này nó rất là hay và được đón nhận rất là nhiều nhé. Các bạn bên em sử dụng con này có thể làm bát và sử dụng con này làm chung đều là rất là ok. À, hình thức của con này là cái phần xương gang này của nó, xương nhôm các bạn. Xương này của nó nói chung là rất là chắc chắn, dày lắm các bạn, rất là dày. Đấy, rất là dày. Phần nhện từ của nó đây. Làm rất là chi tiết, đây là toàn bộ cái phần trên của nó. Đấy. Đó, nó có bốn cái lỗ bắt ốc như này các bạn nhé. Kích thước của nó thì mình sẽ đo luôn kích thước cho các bạn xem này. Toàn bộ vành ngoài của con này của nó là 16.5 các bạn nhé. Đấy, tim lỗ bắt ốc của nó là 16 nha các bạn. Tim lỗ bắt ốc là 16. Đó. Chiều cao của con này là chừng khoảng 9 phân. Đó. Phần coi của nó, phần từ của nó đây. Từ của nó là 10 các bạn nhé. Đấy. Coi của nó là coi 50 các bạn nhé. Coi 50. À, phần nhện từ như thế này, cọc loa, hai cọc loa như thế này. Đấy, rất là xịn đó, khung nhôm. Cái này là có một lớp màng súp mềm như này đó, màng gân nó nhìn nó trông màu đen bóng rất là xịn luôn đó, các bạn thấy không? Rất là ngon đó. Thì dòng này của nó thì bên em đang bán mức giá là 950.000 một cặp các bạn nhé. Một cặp sẽ bao gồm là hai loa như thế này đó. Cái này các bác độ cho dòng loa ô tô cũng rất ok này. Đấy, Zoro này, hoặc là dùng sử dụng loa Buxell, hoặc là các bạn sử dụng những cái dòng loa mà dòng loa nằm á, thì mình có thể là gắn hai con loa này với cả hai con loa chép hoặc bốn con loa chép giấy nữa thì nghe bao phê luôn các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng con này sử dụng để làm loa cột. Loa cột là các bạn ví dụ như kia bốn con loa mình làm một dàn loa cột như vậy. Đấy, mỗi bên bốn loa 2 và 8 đánh cùng với cả loa chung 10 chẳng hạn, hoặc là chép đều giao âm thanh rất là hay các bạn nhé. Đấy, cái phần loa cột thì mình đã có rất là nhiều video để hướng dẫn các bạn cách để set một bộ loa cột và cũng như là cái cách ghép để trở kháng của nó còn nguyên trở kháng, nó không có thay đổi. Đó, thì bây giờ mình sẽ test cái chất âm của con này để các bạn cùng theo dõi nhé. Và thì ở đây là em đã kết nối trực tiếp từ âm ly vào nha các bạn. Đó, để mình sẽ thử thức cái chất âm mộc nhất của nó. Đấy, nguồn nó thì trong trường hợp các bạn mà làm bass thì các bạn đi qua phân tần hoặc các bạn đánh thẳng đối với cả những cái dòng loa Buxell hai đường tiếng đúng không ạ. Thế còn trong quá trình mà các bạn muốn làm loa chung thì các bạn có thể là gắn cho nó một con tụ 6.8 hoặc các bạn đi qua phân tần và đưa cho nó vào cái dải loa chung của phân tần nha các bạn. Tiếng của nó rất là ấm và mềm luôn các bạn nhé. Nó làm loa chung nó cho âm thanh rất là sáng luôn. Và vừa rồi các bạn vừa nghe cái chất âm của nó. Thì thưa các bạn ở đây là cái dòng Pioneer chính hãng. Đấy, dòng này của nó sẽ cho cái chất âm. Ví dụ như các bạn làm mid bass của nó sẽ chất âm rất là sâu, bass khá là ấm. À, các bạn sử dụng làm loa chung con này tiếng nó rất là sáng nhé, ngọt ngào nhé. Âm chung nghe nó rất là sướng, lồng lộng nghe rất là hay các bạn. Đấy, con này là P8816 này đó, rất là chất lượng nha các bạn. Đó. Nhìn thiết kế của nó vùng tuyệt vời. Thì giá của con này có mức giá là 950.000 một cặp các bạn nhé. Giá bên em báo là đã bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Bạn nào cần mua củ dời cũng được thì liên hệ với bên mình, mình cũng đều có phần củ dời các bạn nhé. Đó, thì vừa rồi trong cái video này mình đã test cho các bạn hai cái dòng sản phẩm, một là cái dòng bass, dòng bass 25, thứ hai là dòng mid bass 16 các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ báo giá lại con này. Con này của nó là 2.450.000 một cặp, con này là 950.000 một cặp các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này liên hệ với bên Eway Bình Tân, số điện thoại em để trên màn hình cũng như trong cái phần mô tả. Các bạn lần đầu xem kênh của em vui lòng cho em một đăng ký kênh các bạn nhé. Đó, việc đăng ký kênh này thì các bạn sẽ mỗi ngày khi mà mỗi ngày mình lên video thì các video nó sẽ gợi ý và các bạn sẽ xem được ngay các cái video này mà không cần phải mất công tìm kiếm nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.